Tối ngày 27 tháng 1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội, hay còn gọi là công viên Thủ Lệ, trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật khác không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Bài đăng ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ. Đa số các bình luận đều tập trung lên án về các hoạt động ứng phó trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt để bảo vệ các đàn thú đang được nuôi nhốt bên trong công viên. Sáng ngày 28 tháng 1, theo ghi nhận của Lao Động, thời tiết Hà Nội đang rét đậm, rét hại. Các loài thú tại vườn thú Hà Nội đều được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt, từ khẩu phần ăn cho đến áp dụng các biện pháp giữ ấm, tăng sức chống chịu trong giá rét. Tại các khu mở như chuồng hươu, nhân viên vườn thú đều bố trí đốt củi để sưởi ấm cho động vật. Còn tại các lồng khỉ đã có trang bị các tấm tôn chắn gió, lồng kính để hỗ trợ và giữ ấm. Khu vực chuồng voi được căng bạt, quây kín. Trước thông tin về việc các con thú tại Thủ Lệ không được giữ ấm và tình trạng sức khỏe đang kém dần trong điều kiện giá rét, cùng ngày, bà Đỗ Thanh Hoa, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội khẳng định, nội dung mạng xã hội chia sẻ trong thời gian qua hoàn toàn không đúng sự thật. Ngày xưa rồi, ảnh toàn những ảnh ngày xưa. Bọn chị là đang thực hiện theo cái kế hoạch phòng chống rét hàng năm, che chắn các tôn nhựa rồi là lá cọ là để che những hướng gió rét vào để che chắn cho chuồng trại. Ngoài ra ví dụ như khỉ trước là bọn chị có đều hoặc cầy, bọn chị đều có hộp trú, nhiều con đều có hộp trú gỗ ở trong để nó rét thì nó đi vào và trong đấy. Hoặc là các tôn chuồng khỉ ở bên đảo thì nó có cái toàn bộ phía dưới phần dưới là kính chống rét đốt sưởi, thì bọn chị ví dụ các khu mở như là chuồng hươu, chuồng thú móng guốc, những cái khu mở ngoài trời thì bọn chị phải đốt củi đốt sưởi. Còn các chuồng kín như chuồng khu thú giữ thì là đốt sưởi bằng các tấm sưởi điện. Cũng theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội, công tác phòng chống rét cho động vật được thực hiện theo kế hoạch phòng chống rét hàng năm. Kế hoạch được xây dựng căn cứ vào quy trình kỹ thuật chăn nuôi động vật được thành phố Hà Nội ban hành và dựa vào tình hình thực tế nuôi tại đơn vị. Khi nhiệt độ môi trường giảm xuống dưới 17 độ C, vườn thú Hà Nội sẽ kích hoạt chế độ phòng chống rét cho tất cả các loài. Việc chống rét được thực hiện theo kế hoạch kỹ càng, chi tiết theo từng đặc tính, điều kiện sinh sống, tập tính sinh học của các giống, loài.